Chào mừng các bạn đến với lại kênh show Mystery Tarot của Huỳnh Kim Ngân. Các bạn hãy tập trung vào câu hỏi của chủ đề hôm nay, nhìn vào màn hình và chọn vào hình ảnh bạn thấy thu hút nhất nhé. Các tụ theo thứ tự từ trái sang phải là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Sau đó các bạn có thể xuống phần mô tả để chọn khung thời gian của tụ đó nhé. Bạn nào chưa biết phần mô tả nằm ở đâu thì để mình hướng dẫn. Tại phần tiêu đề của video, nhìn về phía bên tay phải màn hình sẽ có mũi tên hướng xuống. Bạn bấm vào đó sẽ thấy ra được cái phần nội dung mô tả. Và bạn nhìn xuống và bấm vào chữ thêm hoặc hiển thị thêm nếu là đang xem trên máy tính. Thì ở phần nội dung phần mô tả sẽ có để đầy đủ các thông tin là chọn tụ. Hoặc là nếu như bạn nào muốn liên hệ đặt lịch xem riêng với Ngân thì có thể bấm vào cái phần thông tin của Facebook cá nhân hoặc của Instagram. Còn bạn nào muốn liên hệ các sản phẩm bài Oracle của SMT thì có thể chọn vào fanpage hoặc là Instagram, hoặc có thể mua trên TikTok và Shopee nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào các tụ bài luôn nhé. Có phải bạn vẫn hay đau đầu về người mình yêu thương, người mình mong nhớ, không thể nào hiểu được tâm trạng của người ta, không biết người ta nghĩ gì về mình, có điều gì chưa muốn nói với mình, có điều gì giấu mình? Thì qua đây, show Mystery Tarot đã tạo ra hệ thống bộ bài thông điệp phần 1 và phần 2 tâm tư thầm kín để giúp cho bạn có thể hiểu thêm về đối tượng đó. Qua đó bạn có thể biết được tâm tư của họ và biết cách đối xử với họ. Hiện tại bộ bài đang bán trên TikTok, Shopee và YouTube. Hello, xin chào các bạn tụ 1. Hôm nay chúng ta làm về chủ đề là người mà các bạn đang nghĩ đến hiện tại giờ họ sống là sao rồi. Dành cho người mà các bạn vẫn còn tình cảm mà bây giờ họ đã xa quá rồi. Có thể là một người crush nào đó bây giờ đã không gặp mặt, hoặc một người bồ cũ nào đó lâu rồi không nói chuyện, một mập mờ cũ mấy năm rồi không gặp, hoặc là hai người đang quen nhau nhưng mà xa, khoảng cách quá, không liên lạc được thường xuyên, bạn muốn cập nhật tình hình. Thì hôm nay tổng quan chúng ta sẽ xem coi người mà các bạn đang nghĩ đến, người này hiện tại giờ đang ra sao rồi, sống sao rồi. Mình thấy chủ đề này được gợi ý hoài nên thôi quyết định làm luôn. Giờ tập trung nha. Đang xem bài cho các bạn tụ 1. Giờ tarot xem giùm coi người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến. Người này coi như là đã lâu rồi, hoặc là có khoảng cách với các bạn tụ 1 rồi, nên là không có cập nhật tình hình được người này thường xuyên như hồi đó nữa. Thế thì người họ đang nghĩ đến hiện tại giờ người này đang sống sao, năng lượng ra sao rồi? Năm lá. Strength, Justice, ok. Bảy gậy. Người này đang chiến đấu, sống tiếp cuộc sống của bản thân ha. Họ là một người mà mình thấy bây giờ họ đang mạnh mẽ chiến đấu cho những gì họ tin là phải trong cuộc sống. Họ vẫn đang đi tiếp con đường của mình. Người này mình thấy là đang cố gắng đấu tranh vật vã để giành lấy những điều mình muốn. Cái tốc độ của người này tiến khá là chậm. Người này có cái thái độ là không bỏ cuộc, không từ bỏ, cũng như là một người đang trong trạng thái đưa ra những lựa chọn phù hợp, tính toán kỹ để chắc rằng mình đạt được cái mục tiêu nào đó. Người này cũng có thể là ít nói hoặc ít giao tiếp dạo gần đây nha. Có thể bạn sẽ cảm thấy họ không còn active trên mạng xã hội như hồi đó nữa. Mình sẽ bổ sung coi họ có thu mình lại không ha. Tại mình thấy lá strength ở đây là nói về cái kiểu là họ không còn bồng bột nhiều như xưa. Họ có cái khả năng tự kiểm soát bản thân lại trước những nghịch cảnh, và họ cẩn thận từng bước đưa ra những quyết định phù hợp với bản thân. Họ tiến chậm, họ không có sống nhanh, họ tiến chậm lại để cuối cùng ra with fortune là họ muốn đạt được một cái gì đó mà họ cảm thấy bản thân cần phải đi về. Giờ bổ sung đi, người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến hiện tại giờ người này đang ra sao, năng lượng như thế nào rồi? With strength, justice, với bảy gậy, với kỵ sĩ tiền, với with fortune. Ok, cuộc sống người này gặp nhiều áp lực nha. Áp lực cuộc sống, tiền bạc, vật chất hoặc là tình cảm nói chung. Và người này là một chiến binh, chiến sĩ, họ không chịu thua. Họ vẫn cố gắng gọi là làm hết sức mọi thứ của bản thân để đi theo cái hướng mà họ định ra. Người này đang dồn nhiều công sức vào việc xây dựng tương lai, làm việc và theo đuổi giấc mơ của bản thân ha. Mình thấy người này tập trung vào bản thân khá là nhiều.
Nếu như ra bảy cốc ở đây á, có hai nghĩa, một là những cái tưởng tượng mơ mộng của họ, hai là nói về cái chuyện tình cảm nói chung, thì hiện tại bây giờ họ vẫn chưa có một ai cụ thể, họ chưa cam kết với một ai cụ thể. Mình nhìn thấy người này đang chủ yếu tập trung vào con đường của bản thân mình, chiến đấu hết sức để sinh tồn mỗi ngày, cố gắng manifest, kêu gọi cái giấc mơ mà họ mong muốn thành hiện thực. Họ có kế hoạch, họ đang chậm rãi đi từng bước tới kế hoạch đó nha. Là một cái người có vẻ rất là rõ ràng và kiên định và làm việc khá là tốt. Tại ở đây cái người này nè, làm cho mình chú ý, giống như người này đang chỉ dạy hoặc đang hướng dẫn hai cái người còn lại vậy đó. Nên mình có cảm giác cái người này đang biết rõ bản thân muốn gì và họ muốn cái con đường của họ sắp tới ra làm sao, rất là rõ ràng và kiên định ha. Nếu như năng lượng của người này ra như thế này, mình thấy là họ đang trong quá trình xây dựng sự nghiệp, hoặc là đang trong quá trình là sống tiếp, move on tiếp trong cuộc đời của mình. Nếu như đây là bộ cũ thì mình thấy là họ trưởng thành hơn rất nhiều. Còn nếu như đây là người bạn đang quen, hoặc là một cái người bạn mập mờ đó mà ở phương xa, thì họ đang tập trung vào chính mục tiêu của họ, đối mặt với những cái áp lực họ đang phải trải qua, để mong rằng tôi sẽ tự tin vững bước và đạt thành ước nguyện của mình ha. Rồi đây là năng lượng chung. Giờ mình sẽ hỏi coi là về tình cảm đi. Chắc chắn là bạn sẽ quan tâm đến việc người này còn tình cảm với bạn hay không. Ok, chúng ta sẽ hỏi coi là đang xem bài các bạn tụ 1 ha. Chúng ta check năng lượng người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến á. Thấy người này có vẻ như đang tập trung vào hành trình cá nhân, tình yêu hình như cũng chưa cam kết với ai đó mới hết, hoặc là cũng kiểu không có cụ thể rõ ràng á. Thì không biết cái người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến này nè, họ còn nhớ tới các bạn tụ 1 không? Ba lá. Mình chưa nha, mình lật hết thì mình giải luôn. Nhờ Lenormand cho mình hỏi người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến, người này có khoảng cách hoặc là đã lâu rồi không gặp các bạn tụ 1 á. Hiện tại giờ người này có còn nghĩ, có còn tình cảm với các bạn tụ 1 không? Nên xem bài với các bạn tụ 1, người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến, hiện tại bây giờ họ đang như thế nào và có những cái suy nghĩ gì về cái cá nhân chuyện tình cảm của họ với các bạn tụ 1. Một lát nữa cho may mắn nè. Ok. Happy, happy, flexible and young. 22, 28. Dạ, số 8. News coming. Time to breathe out. Just wanna require. Ủa? Đầu tiên là mình thấy người này chắc chắn là còn nhớ bạn rồi đó. Họ đang coi có nên đưa ra quyết định kết nối lại hoặc nói chuyện lại không nè. Trên ra happy happy, dưới ra 22, đứng ở ngã tư đường. Người này đại diện cho năng lượng nam tính. 28. Người này muốn chủ động nha. Nè, vừa có 28, vừa có lá giang nè. Đây là năng lượng nam tính. Hiện tại bây giờ họ đang suy nghĩ đến việc chủ động với bạn luôn á, hoặc là kết nối lại hoặc nói chuyện lại nha. Mình chưa thấy lá communication, nhưng mà rõ ràng thấy lá 28 và giang, đây là năng lượng của make a move hoặc là active, kiểu như là be masculine, be strong á, rất là nam tính, rất là mạnh mẽ và muốn làm cái gì đó. Và số 8 này là transition. Có vẻ như người này đang định đưa ra cái quyết định nào đó lớn trong thời gian sắp tới trong mối quan hệ này, và cụ thể là chủ động tiến đến nha, tại họ còn nhớ bạn nè. New start is coming, có một cái gì đó chuẩn bị thay đổi, có một cái gì đó chuẩn bị bắt đầu. Time, take time to breathe out, nghĩa là hít thở đó, hít thở để bình tĩnh lại. Và cuối cùng adjustment are required, giống như là kiểu cần phải đưa ra quyết định cuối cùng á. Adjustment là sự giống như là adjust to the situation, giống như là, trời má khó dịch quá, giống như là có ai có Google dịch á, tra giùm mình chữ này cho nó lẹ đi. Cho nên là cái người này cần phải thích nghi được với hoàn cảnh thì cuối cùng họ mới có thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Nếu như đây là cái người mà bạn đang quen á, thì họ thấy là, mình thấy là họ muốn được gặp bạn, muốn được dành nhiều thời gian cho bạn hơn. Còn đây là bồ cũ hoặc là mập mờ cũ, thì người này mong rằng sắp tới họ có nhiều sức mạnh hơn, hoặc là
tình hình của họ ổn hơn, họ muốn chủ động, họ muốn đến gặp bạn vì họ vẫn còn rất nhớ bạn ha. Họ họ nghĩ về bạn, họ thấy happy happy là họ rất là vui vẻ. Có thể đây là một người crush mới của bạn mà hai người ít gặp nhau nữa, thì cái người crush này đang trong cái quá trình đưa ra quyết định coi là có nên cho mối quan hệ này một cơ hội hay không. Tại vì họ sẽ phải chấm dứt một cái cũ nào đó trong quá khứ và chuyển biến bản thân của mình mạnh mẽ, thay đổi họ theo cái kiểu là khác biệt hoàn toàn so với bây giờ thì mới có thể tiến được. Nên chung quy với cái câu trả lời cho các bạn tụ một ở đây là người các bạn đang nghĩ đến, đang tò mò, người này dù đang ở trong trạng thái thế nào, mình thấy là vẫn nghĩ về bạn, và bạn đang là cái yếu tố khiến cho họ vui hơn trong cuộc sống bận rộn hiện tại ha. Hiện tại bây giờ người này bận rộn lắm, công việc ra 10 gậy, thiếu chút nữa mà họ không kiểm soát tốt là ra 10 kiếm là đã stress. Nhưng mà họ kiểm soát tốt, họ vẫn nghĩ rằng tôi có thể chiến đấu được Tết, và họ mong rằng cái phần thưởng cuối cùng giúp cho họ tăng tự tin lên, thì cái phần thưởng đó sẽ giúp cho bản thân của họ có thêm động lực để đi đến với bạn ha. Tại cái người này có một cái lòng tự trọng rất là cao, ra lá nam tính mà, 28 và gian mà, ra lá mạnh mẽ và nam tính mà. Thế thì cái người này khi mà gặp lại bạn hoặc tiếp xúc với bạn, họ sẽ mong muốn được bạn kính nể, giống như là bạn cảm thấy họ đủ tốt, qualify đủ tốt cho bạn trong một cái mối quan hệ ha. Rồi, Ngân xin dừng trả bài các bạn tụ một tại đây nha. Mình đã trả lời xong cho các bạn về tình hình hiện tại của người mà các bạn đang quan tâm tới. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại một like, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh của Ngân. Còn nếu các bạn muốn xem thêm với Ngân, có thể đặt lịch xem với Ngân qua Instagram, qua Facebook cá nhân nha. Các thông tin liên hệ Ngân để dưới phần mô tả hết. Và nếu các bạn muốn xem thêm các video nữa của Ngân, có thể follow Ngân trên TikTok và trên Instagram. Ở cuối cùng, các bạn có chủ đề nào muốn Ngân làm có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó, Ngân sẽ ưu tiên làm chủ đề đó cho các bạn nha. Ok, see you guys later. Goodbye. Có phải bạn vẫn hay đau đầu về người mình yêu thương, người mình mong nhớ, không thể nào hiểu được tâm trạng của người ta, không biết người ta nghĩ gì về mình, có điều gì chưa muốn nói với mình, có điều gì giấu mình? Thì qua đây, Soul Mystery Tarot đã tạo ra hệ thống bộ bài thông điệp phần 1 và phần 2 tâm tư thầm kín để giúp cho bạn có thể hiểu thêm về đối tượng đó. Qua đó bạn có thể biết được tâm tư của họ và biết cách đối xử với họ. Hiện tại bộ bài đang bán trên TikTok, Shopee và YouTube. Hello, xin chào các bạn tụ 2. Hôm nay chúng ta sẽ xem coi người mà các bạn tụ 2 đang nghĩ đến, hiện tại giờ họ sống ra sao. Người này có thể là bồ cũ, crush cũ, lâu rồi không gặp mặt ha. Hoặc là crush mà bạn đang crush luôn nhưng mà bạn không có nhiều cơ hội để được gặp người crush này. Hoặc là người bạn đang quen luôn nhưng mà ở khoảng cách xa, ít khi nào gặp nhau. Thí dụ vậy đi ha. Thì bây giờ tất cả những trường hợp trên chúng ta sẽ gộp lại là người đó, người mà các bạn đang nghĩ đến hiện tại giờ họ đang trong năng lượng sao, sống sao ra impress. Chưa gì ra impress luôn rồi. Ủa gì vậy, hello, ba gậy. Ôi bài của tụ hai nhiệt tình quá. Nhiệt tình quá ha. Rồi, chúng ta sẽ nhận hai lá này. Tiếp đi, tiếp đi. Người mà các bạn tụi hai đang nghĩ đến, người này đang sống sao rồi? Sau ba gậy. Oh my god. Người này hình như đang nhớ bạn á. Cuộc sống họ đang áp lực, nhưng mà họ vẫn đang tiến bước. Bạn thấy không? Ba người này đều nhìn về phía impress. Impress là ai đây? Nếu như impress là bạn thì mình chúc mừng bạn. Cái người mà bạn đang nghĩ đến vẫn còn hướng về bạn á. Và cái người này mục tiêu trở thành magician là một người tài giỏi, một người toàn năng, toàn diện. Hiện tại bây giờ cuộc sống của họ là phấn đấu hết mình để trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân họ. Nếu như impress này là họ đó, bản thân họ là impress thì họ đang sống khá là tốt, nhưng mà cuộc sống hơi áp lực một xíu thôi. Để mình bổ sung, impress này là ai ha, Tarot? Là cái cách mà những cái bạn đó nghĩ về các bạn tụ hai hay là tụ hai. Impress này là ai? Năm gậy. Chưa hiểu, bổ sung đi. Ace of Cups. Impress này là bạn. Oh my god, somebody is a secret fan of yours. Người các bạn đang nghĩ đến là người còn tình cảm với bạn, còn crush bạn. Oh my god. Ra năm gậy là tại vì người này đang cố gắng hết mình để đấu tranh vì mối quan hệ đó. Hoặc là họ đang suy nghĩ là hình như xung quanh bạn có quá nhiều người mà họ sẽ phải cạnh tranh với những người đó.
và họ không biết bạn có nhận chiếc cốc này của họ không. Người bạn đang nghĩ đến là người còn tình cảm với bạn nha, mình không biết người này là bồ cũ hoặc là mập mờ cũ hoặc là người bạn đang thích hoặc đang quen hay sao, I don't care. Nhưng người này thấy bạn là impress, bổ sung ra rõ ràng ấy thấp cấp, người này chắc chắn là phải cho nữ, đúng không, cho impress chiếc cốc, và chứ không lẽ họ tự cho họ chiếc cốc đâu hợp lý đâu, đúng không? Thế thì đây là cái người mà hàng chi tất cả ánh nhìn đều hướng tới impress ha. Người này thấy bạn xinh đẹp, thấy bạn sống rất là tốt, hàng chi họ muốn trở thành magician, họ muốn trở thành một cái người toàn năng toàn diện xứng đáng với bạn. Oh my god, bổ sung đi, bổ sung câu chuyện của họ đi. Người các bạn tụ hai đang nghĩ đến, người này đang sống sao, năng lượng ra sao, với impress, với ba gậy, với mười gậy, với bay kiếm, với magician. Rồi. À, yeah, người này cảm thấy nhớ bạn vô cùng ha, có khoảng cách, người này có rất là nhiều đam mê với bạn. Ồ, mối quan hệ này có thể đã dừng lại rồi. Hiện tại bây giờ họ đang cố gắng move on khỏi mối quan hệ. Nhưng mà bằng cái cách nào đó họ vẫn còn rất là nhớ bạn. Người nam mang năng lượng vô tiền, vô gậy, thì sẽ tiền. Đây là người trưởng thành, dám suy nghĩ, dám làm, rất là kiên định về những quyết định của mình. Một người có tầm nhìn hoài bão lớn, hiện tại bây giờ họ vẫn đang sống tốt nha. Họ đang sống tốt và họ phải đối diện với những cái áp lực cuộc sống hàng ngày, nhưng mà hầu như ai chúng ta cũng có 10 gậy thôi. Đâu có ai trong chúng ta mà kiểu sống thật sự tự do tự tại thảnh thơi đâu. Nên ra 10 gậy này là có trách nhiệm là chuyện bình thường ha. Và cái người này đang trong năng lượng tính toán một cái gì đó cho bản thân. Và họ đang có bay kiếm và kỵ sĩ tiền ở đây luôn, thì những cái tính toán của họ nó liên quan tới cái việc là phát triển bản thân, hoàn thành kế hoạch. Họ mong muốn hoàn thành kế hoạch tốt để có thể cho bạn cái offer xứng đáng, hoặc là họ thấy bạn là nguồn động lực nha. Có thể bây giờ hai người ở cái tình trạng không giao tiếp được nữa rồi, đúng không? Thì ở đây ra bay kiếm là có ai đó spying, có ai đó giám sát, quan sát, gọi là theo dõi người còn lại. Có vẻ người này vẫn theo dõi bạn bằng cái cách nào đó ha, trên mạng xã hội, nghe từ người khác. Còn nếu như bạn block hết mọi mặt trận đi ha, thì có cái gì đó người này vẫn hướng về bạn, vẫn hướng về bạn theo cái kiểu tâm linh nha. Và mặc dù hai người đã tám cốc, là họ đã bắt buộc phải quay đi khỏi mối quan hệ này rồi, nhưng họ vẫn dành cho bạn một cái sự ưu ái. Nhìn về bạn vu gậy, nhìn về impress nè, có rất nhiều gậy lên, đam mê quá ha. Người này đam mê về bạn, nhớ bạn, muốn gặp bạn. Người này trưởng thành rồi, người này đã ở cái năng lượng trưởng thành và mong muốn cho bạn thứ tốt nhất. Nếu như lần này người này mà gặp lại bạn, mình nghĩ họ sẽ cho bạn một cái đề nghị đầy đủ hoặc là xứng đáng với giá trị của bạn nha. Chung với người này đang sống tốt á, bạn khỏi lo nha. Mà khoan nha, mình có một cái ý nữa mà nãy mình quên giải. Tại thấy có impress, thấy có vô tiền. Nếu mình đoán không lầm á, người này đang muốn lấy vợ lấy chồng. Hình như họ đang cố gắng hết sức để trở thành cái phiên bản tốt hơn, để khi gặp lại, nếu như hai người có duyên, họ sẽ muốn đề nghị mối quan hệ nghiêm túc và muốn bạn làm vợ họ hay gì đó nha. Yeah, something like that. Rồi, đang xem bài với các bạn tụ hai. Nhờ bài xem giùm coi người mà các bạn tụ hai đang nghĩ đến, hiện tại bây giờ người này có những suy nghĩ gì về các bạn tụ hai. Hiện tại bây giờ người mà các bạn tụ hai đang nghĩ đến, người này đang có những suy nghĩ gì về mối quan hệ với các bạn tụ hai. Người mà các bạn tụ hai đang nghĩ đến, người này hiện tại đang có những dòng suy nghĩ gì về các bạn tụ hai. Người mà các bạn tụ hai đang nghĩ đến, hiện tại người này đang có những suy nghĩ gì hướng về với các bạn tụ hai. Thinker, yin ha, người ta có năng lượng kiên định nam tính, người ta thấy bạn là yin, là năng lượng nữ tính dịu dàng ha. Có nào tụ một tụ hai làng cặp không ta, tụ một có yang, tụ hai có yin. So cute. Người này nghĩ tới bạn khá là nhiều nha, nghĩ thường xuyên luôn, ra thinker luôn. Rõ ràng người này muốn đến theo đuổi bạn, cho bạn một cái offer 30 là về romantic, về apology, một lời xin lỗi hoặc một cái gì đó lãng mạn. Người ta muốn đề nghị mối quan hệ này một cơ hội một lần nữa. Người này muốn tiến đến chủ động với bạn nha.
đây mình không biết tình trạng quan hệ của hai người như thế nào. Nếu như các bạn là theo kiểu mà đang crush nhau mà trong tình trạng mà ít gặp nhau á, thì cái người này muốn suy nghĩ một cái cách nghiêm túc tỏ tình với bạn hay gì đó, nhưng dĩ nhiên là họ đang có cái obstacle, là một cái vật cản rất là lớn ở đây. Có thể là về khoảng cách hoặc là về cái kiểu giao tiếp với bạn không phải dễ dàng, nên họ đang suy nghĩ. Còn đây là bồ cũ, crush cũ, mập mờ cũ, thì người này vẫn nhớ về bạn khôn nguôi và đang suy nghĩ tìm cách nào đó để liên hệ lại, gửi cho bạn lời xin lỗi. Họ muốn peace, họ muốn làm hòa, họ muốn hai người dẹp bỏ những cái khúc mắc cũ, cho nhau cơ hội. Happy in your dreams. Họ đang có rất nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này nha. Họ kỳ vọng là hy vọng mối quan hệ này có thể hồi sinh một lần nữa, hoặc là kỳ vọng có thể được quen bạn. Your dream needs a practical lens. Họ biết là để hoàn thành cái giấc mơ này, họ cần phải có một kế hoạch cụ thể. Nó hợp dễ sợ luôn, năng lượng này của vô tiền ấy. Và cuối cùng, confidence is key to success. Oh my goodness. Cái người này cảm thấy bây giờ họ vẫn chần chừ là tại vì họ thiếu sự tự tin. Họ biết câu trả lời luôn, người này rất thực tế luôn, ra vô tiền. Và lúc nãy có lá magician, người này muốn trở thành cái phiên bản phù hợp và xứng tầm với bạn ha. Người ta thấy bạn rất xinh, xinh đẹp, họ cảm thấy bạn rất là dịu dàng nữ tính. Và người này tin rằng nếu như chọn bạn, bạn chính là một cái người rất là hợp với người ta. Dẫu cho bây giờ hai người đang trong tình cảnh nào đi nữa, thì người này rất muốn quen bạn chính thức nha. Cho bạn một cái offer hoàn chỉnh đầy đủ. Và người này biết là để cho bạn cái lời đề nghị đó, họ cần phải thực hiện. Và để thực hiện thì cần phải có sự tự tin. Thế thì người này đang làm việc với chính bản thân của mình về sự tự tin, để cho bạn cái lời mời mà bạn xứng đáng nha. Người này mình nghĩ chắc là thích bạn rất nhiều hoặc yêu á. Mình không biết giờ người này đang ở như nào, đã có chồng có vợ chưa, hoặc đã lâu rồi hai người không quen biết hay gì. Nhưng mà cái trải của tụi hai này lên rất rõ về việc người các bạn đang nghĩ đến, họ đang trên con đường xây dựng và họ sống đang tốt, mặc dù hơi áp lực chút xíu, nhưng mà họ vẫn hướng về bạn, hướng tâm về bạn, nghĩ về bạn rất nhiều và muốn cho bạn một cái lời đề nghị to lớn nào đó ở đây, sau khi họ vượt qua được trở ngại thử thách ở đây nha. Rồi, nó xin dừng trả bài các bạn tụi hai tại đây. Các bạn tụi hai thấy video này đúng và hay, đừng quên để lại một like, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ kênh của Ngân. Các bạn có thể chia sẻ video này đến cho bạn bè các bạn cùng coi nữa, để mọi người cùng nhau khám phá thêm về Tarot cho nó vui, cho thú vị. Và các bạn nếu muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox liên hệ Ngân qua Instagram và qua Facebook cá nhân. Tất cả những thông tin liên hệ Ngân đều để dưới phần mô tả hết. Và các bạn muốn xem thêm video nữa của Ngân, có thể follow Ngân trên TikTok và trên Instagram. Và cuối cùng, nếu có chủ đề nào đó muốn Ngân làm, các bạn có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó, Ngân sẽ ưu tiên làm cho các bạn nha. Ok, see you guys later, goodbye. Có phải bạn vẫn hay đau đầu về người mình yêu thương, người mình mong nhớ, không thể nào hiểu được tâm trạng của người ta, không biết người ta nghĩ gì về mình, có điều gì chưa muốn nói với mình, có điều gì giấu mình? Thì qua đây, Soul Mystery Tarot đã tạo ra hệ thống bộ bài thông điệp phần 1 và phần 2 tâm tư thầm kín để giúp cho bạn có thể hiểu thêm về đối tượng đó. Qua đó bạn có thể biết được tâm tư của họ và biết cách đối xử với họ. Hiện tại bộ bài đang bán trên TikTok, Shopee và YouTube. Hello, xin chào các bạn tụi ba nha. Hôm nay chúng ta sẽ làm về chủ đề là người mà các bạn tụi ba đang nghĩ đến. Người này hiện tại giờ sao rồi? Thì ở đây có thể áp dụng cho các trường hợp là bồ cũ, crush cũ, các bạn đã lâu năm không gặp, hoặc là có khoảng cách không gặp được, hoặc là người các bạn đang quen nhưng mà người ta ở nơi khác xa cái chỗ mà bạn đang sống, hai người ít khi nào gặp nhau, hoặc là người các bạn đang crush nhưng mà lâu lâu mới gặp lần. Chung quy là có khoảng cách địa lý ở đây, khó để theo dõi cập nhật cuộc sống của nhau hoặc ít nói chuyện đi ha. Thì chúng ta sẽ xem chung các trường hợp đó cho ngày hôm nay, là người các bạn đang nghĩ đến, người này hiện tại bây giờ đang ra sao rồi. Ok. Rồi, nhờ Tarot xem giùm cho các bạn tuổi 3, người các bạn tuổi 3 đang nghĩ đến hiện tại bây giờ người này đang như thế nào ha, năng lượng ra sao, sống như thế nào. Nếu bằng tiền, 5 tiền, Judgment, 3 cốc, vũ kiếm. Người này trong thì có vẻ đang ổn định. Họ có lá nữ hoàng tiền và vũ kiếm, trong thì có vẻ cuộc sống ổn định ha, nhưng mà thật sự ra khá là phức tạp. Người này tài chính đang bất ổn là một, hoặc là cái đời sống tinh thần của họ đang không được
vui vẻ hạnh phúc lắm. Năm tiền có hai nghĩa, một là thiếu hụt về tài chính, mất công ăn việc làm, thất nghiệp, hoặc là về tinh thần nha, cảm thấy bị ruồng bỏ, bị bỏ rơi hoặc bị thiếu thốn. Nó sẽ tùy mức độ nặng nhẹ ở đây. Họ có thể có những người bạn làm chung hoặc là chơi chung với họ nhưng mà không có thân lắm. Họ vẫn là một vua kiếm, nghĩa là không có mở lòng để đón tiếp những cái sự tích cực ngoài kia. Và ba cốc này còn có một nghĩa là họ có đời sống tình cảm phức tạp nữa cơ. Cái người này biết rằng á, cuộc sống của họ đang hơi mệt mỏi, họ cố gắng gồng lên để trở nên hoàn hảo nhưng mà đang không được ha, nên mình có cảm giác giống như cái người này đang tạo cái vỏ bọc bên ngoài là tôi ổn nhưng mà bên trong thực sự ra là không ổn. Ok, bổ sung đi, người mà các bạn tụi ba đang nghĩ đến hiện tại giờ họ đang sống như nào với nữ hoàng tiền, với năm tiền, với Jasmine, với ba cốc, với vua kiếm. Nữ hoàng tiền là vua cốc, với năm tiền là bốn kiếm, Jasmine sáu cốc, ba cốc hangman và dưới vua kiếm devil. Nhìn bài người này ra theo kiểu cuộc sống tinh thần không hài lòng chút nào ha. Ở đây là vua cốc với sáu cốc, họ nhớ về một kỷ niệm nào đó, họ là người hay hoài niệm. Nếu như đây là cái người mà bạn có dính líu sâu sắc về tình cảm mà bạn từng có kỷ niệm với họ, có thể ra sáu cốc này là họ nhớ tới bạn nha. Mà ở đây cũng ra ba cốc nữa, có thể bây giờ họ đang bên cạnh một người khác rồi mà họ vẫn không quên được bạn đây, ra sáu cốc mà. Hay à, người này đang trong trạng thái muốn yêu và muốn được yêu, muốn được yêu thương ai đó, nhưng mà họ luôn cảm thấy như là bản thân của mình rất là cô đơn cô độc. Chẳng hạn họ đang có một người bạn khác để quen, đang có bạn trai bạn gái đi ha, thì cái người bạn trai bạn gái đó đang làm cho họ cảm thấy không được đáp ứng nhu cầu 100%. Có thể là không quan tâm họ đủ nhiều như bạn, hoặc là phớt lờ họ hay sao đó, hay là ở bạn có cái gì đó khiến cho người này cảm thấy là rất nhớ về bạn luôn, cảm thấy không quên được. Đó là cái tình cảnh của bồ cũ hoặc crush cũ của bạn, hoặc mập mờ cũ ha. Còn nếu đây là người yêu của bạn mà có khoảng cách địa lý, hoặc là người các bạn đang crush luôn mà lâu lâu mới gặp một lần hay gì á, thì mình có cảm giác là người này cần phải buông bỏ một loại tình cảm nào đó trong quá khứ mà khiến cho họ cảm thấy không được yêu thương hết mình, hoặc là đã từng khiến cho họ buồn bã ha. Tại ở đây ra devil, nghĩa là một cái loại phụ thuộc nào đó rất lớn, một loại nghiệp lực nghiệp duyên á, rất lớn, khiến cho họ cần phải lý trí mạnh mẽ lên để buông bỏ, bằng không thì họ sẽ không thoát ra được khỏi cái quá khứ này. Thế chung quy hiện tại mình thấy nha, người này có thể là một người bên ngoài sống tốt, sống ổn, có công ăn việc làm này nọ, nhưng mà bên trong thì cảm thấy không được đáp ứng đầy đủ về tinh thần, về vật chất luôn, hoặc là cảm thấy bản thân cần phải đưa ra một cái loại hy sinh nào đó để bản thân mới có thể bình yên. Tại hangman là một sự bị động, mà cái sự bị động này nó theo kiểu là tôi cần phải treo mình ở đây, hy sinh một cái gì đó để tôi mới có thể bước ra khỏi những cái nguy hiểm rình rập, hoặc là những cái gì đó khiến cho tôi cảm thấy không được vui vẻ ha. Thì có thể ở đây là họ hy sinh về mối quan hệ với bạn, hoặc là họ hy sinh cái mối quan hệ với cái người nào đó cũ để mới có thể đến được với bạn trong tương lai. Có nhiều cách dịch quá nên là phải coi trường hợp của bạn là cái trường hợp nào. Mình chỉ có thể thấy được á là người này là một người cũng không hạnh phúc, hài lòng và cũng đang khổ tâm. Nó khổ tâm ở cái mức độ là họ vẫn chịu đựng được, họ không có cho ai biết hết, họ vẫn giữ bình tĩnh khá là tốt. Có thể có bạn này nọ nhưng mà cảm thấy cô đơn lắm. Có bạn trên ba cốc mà dưới hangman là cảm thấy chơi xã giao, hoặc là có bạn gái quen để đỡ cô đơn hay gì đó thôi, hoặc có bạn trai quen đỡ cô đơn vậy thôi. Nhưng mà họ cứ nhớ về sáu cốc, họ nhớ về một cái gì đó cũ xưa. Một là nhớ về bạn, còn như nếu như đây là người các bạn đang yêu, đang crush, có khoảng cách này nọ, thì có thể là họ nhớ về một cái người cũ nào đó nữa nha. Tại ở đây ra ba cốc nên phải dịch vậy. Và ở đây là nữ hoàng tiền với lại vua cốc, thì là người này là cái người mong muốn được yêu, được yêu và yêu một ai đó, nghĩa là họ đang cảm thấy bị thiếu thốn thì họ mới cần cái nhu cầu đó. Và devil là họ đang cố gắng đấu tranh với cái loại phụ thuộc nào đó. Nói thẳng nha, mình quên không được một người nào đó là mình bị phụ thuộc cảm xúc vào người ta, thì người này đang cố gắng đấu tranh hết mình để quên ha. Về tiền bạc tài chính mà ra năm tiền là không ổn nè, nhưng mà mình nghĩ là họ vẫn có khả năng sống sót, tại vì ở đây ra judgment, nghĩa là họ có những mối quan hệ có thể nhờ vả được ha. Và cái người này là một cái người lên kế hoạch chứ không phải cái người làm theo tình cảm trực giác. Mặc dù họ có vua cốc nhưng mà vua cốc cũng là một cái người mà kiểm soát cảm xúc tốt luôn,
Nên nếu như mà người này bị thiếu hụt tiền bạc gì á, mình thấy là họ sẽ nhanh chóng có được kế hoạch để chỉnh đốn lại cái tài chính của mình thôi. Nên mình nghĩ rằng nha, năm tiền này sẽ là cái cảm giác thiếu thốn về tình yêu thương, về tinh thần nhiều hơn. Rồi, mình sẽ dùng mấy bộ khác để coi họ còn nhớ, còn nghĩ về bạn không. Đang xem bài cho các bạn tuổi 3 xem coi người mà các bạn tuổi 3 đang nghĩ đến. Người này hiện tại bây giờ có còn nghĩ, còn nhớ tới các bạn tuổi 3 không? Nếu có thì nhớ gì, nghĩ gì hả? Đang xem bài các bạn tuổi 3 xem coi người mà các bạn tuổi 3 đang nghĩ đến. Người này hiện tại bây giờ đang nghĩ gì? Cảm thấy nào về các bạn tuổi 3 sau thời gian không gặp mặt, hoặc sau thời gian có khoảng cách, hoặc ít nói chuyện. Nếu như là tình trạng đang crush, đang quen nhau mà ít nói chuyện. Nên xem bài cho các bạn tuổi 3 xem coi người mà các bạn tuổi 3 đang nghĩ đến. Hiện tại giờ người này đang nghĩ gì, cảm thấy nào về các bạn tuổi 3 vậy? Chaos and conflict not for you and Yin. Hèn chi. Nhớ bạn nhưng mà biết rõ hai người không thuộc về nhau, giờ sao giờ? Mà thật sự ra người này rất là nhớ năng lượng nữ tính của bạn. Mình thấy đây là cái ca mà rất là muốn bạn, nhưng mà lại cảm thấy là khó để bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân ha. Chẳng hạn như như mình nói nãy, ba cốc sáu cốc đúng không? Nếu như họ đã có bạn gái mới hoặc bạn trai mới đi, hoặc đã trong mối quan hệ với ai đó, thì mình có cái cảm giác là họ vẫn nhớ về bạn khi ra sáu cốc. Còn nếu như người này là cái người bạn đang crush hoặc đang quen á, thì mình thấy người này đang cố gắng đấu tranh quên một mối quan hệ cũ. Và có thể người này bị đề phòng trong yêu đương tại ra vô kiếm nữa. Thế nên cái lá not for you này á, theo kiểu như là gặp bạn không đúng thời điểm, nên là anh không thuộc về em không thuộc về anh, kiểu vậy ha. Và người này đang rất đấu tranh nội tâm, cố gắng vượt qua khó khăn, đang coi coi không biết có nên chọn bạn không. Tại thật sự ra trái tim của họ đập vì bạn. Oh my god. Ở đây có nhiều trường hợp á, nên chúng ta phải giải thích từng trường hợp ha. Như đây là người mà các bạn đang thích, đang crush, đang quen, vẫn có thể gặp mặt được, nhưng mà ít, hoặc là đang yêu mà có khoảng cách địa lý. Thì mình thấy người này vẫn quan tâm yêu thương đến bạn, hoặc đã thích bạn rồi, đã crush lại bạn rồi, nhưng mà người này cần phải làm việc lại với bản thân họ về việc buông bỏ mối quan hệ quá khứ nào đó, hoặc cái người họ đang quen chính thức, hoặc là đang lấy làm chồng làm vợ chính thức ha. Còn nếu như đây là người cũ nha, thì có vẻ như sau chừng ấy thời gian, họ phát hiện ra bạn vẫn là người khiến trái tim của họ rung động, và họ đang suy nghĩ coi có nên đứng ở ngã tư đường này mà quẹo qua sang cái ngõ của bạn không. Tại họ biết chắc là hai người không thuộc về nhau hay gì đó. Not for you, chung quy niềm tin ở đây nó bị thiếu. Oh my god, người này người này vẫn còn rất nhớ tới bạn nha, tình cảm nhiều lắm luôn á. Nhưng như mình nói thấy không, lá 21 là lá về khó khăn, và ở đây có lá step out of your comfort zone, là bước ra khỏi vòng an toàn của mình. Người này đang đấu tranh nội tâm cho cái việc là có nên bước ra khỏi vòng an toàn mà liên hệ liên lạc lại với người này hay không. Hoặc nếu như đây là bạn, người mà bạn đang crush á, mà ít gặp mặt á, thì người này đang suy nghĩ là không biết có nên tiến thêm bước nữa với bạn không. A time to give rather than take. Tại cái người này muốn cho bạn thời gian để nói chuyện, để tìm hiểu. Và cuối cùng emotions are running high, là vì cảm xúc của người này nó tăng lên rất cao khi nghĩ về bạn. Ba cái trải bài này là thuộc về bạn mà. Thì đang hỏi người ta nghĩ thế nào về bạn. Người ta cảm thấy vô cùng đấu tranh nội tâm khi nghĩ về bạn luôn, vì cảm xúc người ta quá nhiều. Có thể người ta đang có chồng, có vợ, nảy ra ba cốc, nhưng mà người ta lại cảm thấy là chết rồi, crush cô gái này hoặc crush anh chàng này rồi làm sao đây. Hoặc là người ta đang trong quá trình chữa lành mối quan hệ của người ta với người cũ đi ha, tại nãy nó ra devil. Thì người ta cảm thấy là chưa chữa lành xong với người đó thì tim đã đập trước mặt bạn rồi. Thì bây giờ người ta vừa thoát khỏi mối quan hệ cũ, sợ yêu lần nữa, nên có thể đó là do tại sao chần chừ ha. Còn nếu như đây là bộ cũ, hoặc là crush cũ, mập mờ cũ, lâu năm không gặp, thì có vẻ như người này đến bây giờ dù đã có ai đó mới thì họ vẫn không quên được hình bóng của bạn. Bạn tồn tại trong tâm trí của họ cho đến thời điểm hiện tại đang xem bài luôn nha. Và họ biết được rằng hai người sẽ không thuộc về nhau đâu, tại đã không gặp bao nhiêu năm hoặc bao lâu rồi, bây giờ có lý do gì để liên hệ lại đây, hiểu không? Nhưng mà họ vẫn không thể nào quên được bạn. Đây là tình trạng không quên được luôn nha.
Rồi chung quy là dù thế nào đi nữa thì cái người này bên ngoài tỏ vẻ ổn, bên trong thì cảm xúc bất ổn ha, và cảm thấy vô cùng thiếu thốn, không vui, không hạnh phúc. Và một trong những lý do tích thêm sự không vui, không hạnh phúc đó là tại vì họ đã có cảm xúc với bạn rồi mà họ không đến được với bạn nên họ đau lòng. Ok, rồi Ngân xin được dừng trở bài các bạn tụi ba tại đây. Các bạn tụi ba thấy video này hay, đừng quên để lại một like, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh của Ngân. Và nếu các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox Ngân qua Instagram, qua Facebook cá nhân. Link của các tài khoản liên hệ đều ở dưới phần mô tả hết. Và nếu các bạn muốn xem thêm video nữa của Ngân thì các bạn có thể follow Ngân qua TikTok, Instagram hoặc xem thêm video short của Ngân nha. Và các bạn có chủ đề nào đó muốn Ngân làm có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó, Ngân sẽ ưu tiên làm chủ đề đó cho các bạn nha. Ok, see you guys later. Goodbye.